Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay Chủ nhật, ngày 14 tháng 9 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự trưa nay có những nội dung chính như sau. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tuyên bố trạch khóa 15 tổ chức phiên họp thứ 3, phiên họp bất thường. Thành phố Đồng Hới hiện có 93% trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Phóng sự thoát nghèo từ nghề làm miến gạo. Chủ tịch Hồ Chí Minh đi vào cõi vĩnh hằng, để lại cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta một bản di chúc thiêng liêng. Di chúc của người là sự kể tinh những giá trị lịch sử, văn hóa, thể hiện cô đồng trí tuệ, nhân cách của một lãnh tụ cách mạng kiệt xuất, một nhà văn hóa lớn của dân tộc. Mỗi câu, mỗi chữ trong bản di chúc đều chứa đựng những suy nghĩ, chắc lọc sâu sắc từ thực tiễn lãnh đạo cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã dành cả cuộc đời cho nước, cho dân. Với tư tưởng giá trị lý luận và thực tiễn to lớn, di chúc của người là tài sản vô giá của dân tộc. 45 năm qua, di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ động viên toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một dịp để chúng ta tiếp tục ôn lại lời căn dặn tâm huyết cuối cùng của lãnh tụ kính yêu, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới trước lúc đi xa. Với tất cả tình cảm kính yêu vô hạn và niềm tin tuyệt đối vào lời căn dặn của người, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đồng lòng quyết tâm thực hiện thẳng lời di chúc thiêng liêng và con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn, xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình kế hoạch công tác toàn khóa và quy chế hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bố Trạch khóa 15, nhiệm kỳ 2014-2019. Vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bố Trạch đã tổ chức phiên họp thứ 3, phiên họp bất thường, để hiệp thương bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận huyện khóa 15. Tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bố Trạch nhiệm kỳ 2014-2019 diễn ra trong tháng 4 năm 2014, đã hiệp thương cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bố Trạch. Tại phiên họp thứ nhất, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bố Trạch đã thống nhất hiệp thương cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực để lãnh đạo Ủy ban Mặt trận giữa hai kỳ họp. Tuy nhiên, tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 12 đã hiệp thương cử ông Hoàng Văn Minh là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận huyện Bố Trạch làm Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 12. Tại phiên họp, các ủy viên Ủy ban Mặt trận huyện Bố Trạch đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, hiệp thương, thống nhất cử ra Chủ tịch Ủy ban Mặt trận huyện Bố Trạch nhằm đảm bảo nhiệm vụ lãnh đạo các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khóa 15, nhiệm kỳ 2014-2019. Theo đó, đã thống nhất cử đồng chí Lê Duy Hưng, huyện ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân huyện, ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khóa 15 giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận huyện khóa 15, nhiệm kỳ 2014-2019. Liên đoàn Lao động tỉnh cũng vừa tổ chức ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014-2018. Sau khi trao đổi, bàn bạc xây dựng các mục tiêu, nội dung, Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh và Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã thống nhất chương trình phối hợp hoạt động gồm các nội dung chính như sau: lãnh đạo, chỉ đạo quản triệt, tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến toàn thể cán bộ đảng viên, công nhân viên chức lao động; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo đúng đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện nhiệm vụ phát triển giai cấp công nhân theo nghị quyết của Trung ương và của tỉnh ủy; thực hiện tốt pháp luật lao động, luật công đoàn và các quy định của pháp luật; lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đảng viên, phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh gần với công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; lãnh đạo công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở đảm bảo chất lượng theo quy định của tỉnh ủy và đảng ủy khối về phân cấp quản lý cán bộ; chỉ đạo triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức tốt hội nghị cán bộ công chức viên chức, hội nghị người lao động hàng năm tại các cơ quan đơn vị và doanh nghiệp; trao đổi thông tin, nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ đảng viên, đoàn viên, công nhân viên chức lao động; vận động cán bộ đảng viên, đoàn viên, công nhân viên chức lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương đất nước. Hôm qua ngày 13 tháng 9, tỉnh đoàn Quảng Bình phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và Đoàn Thanh niên Bộ Giao thông Vận tải tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến kiến thức về văn hóa an toàn hàng không, công tác đảm bảo an ninh an toàn hàng không.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có đầy đủ các loại hình giao thông vận tải, bao gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không. Chính vì thế, việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn giao thông luôn được các cấp các ngành chủ trọng đẩy mạnh. Tuy nhiên, đối với an toàn hàng không thì đây là một lĩnh vực đang còn mới, ý thức của người dân vẫn còn nhiều hạn chế nên đã xảy ra tình trạng người dân cắt cỏ, chăn thả gia súc trong khu vực sân bay, tự ý trồng cây, xây dựng các công trình vi phạm chiều cao, giới hạn chở người vật hàng không. Điều này xuất phát từ việc thiếu hiểu biết về an ninh an toàn hàng không của người dân, nhất là các hộ dân sống lân cận khu vực sân bay. Trên cơ sở đó, hội nghị đã tập trung giới thiệu và phổ biến cho các đoàn viên thanh niên, đặc biệt là đối với đoàn viên thanh niên xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, những nội dung về quy định công tác quản lý chở người vật hàng không, những nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hàng không. Trong đó nhấn mạnh đến trách nhiệm của các cơ quan đơn vị đối với công tác quản lý chở người vật hàng không, quy hoạch bề mặt giới hạn chở người vật hàng không gắn với quy hoạch cảng hàng không, sự chồng chéo trong quản lý đất sân bay gây khó khăn trong việc quản lý giải quyết các vi phạm ảnh hưởng đến hoạt động bay. Thông qua buổi tuyên truyền nhằm góp phần giúp các đoàn viên thanh niên ý thức hơn về tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh an toàn hàng không, đồng thời phát huy vai trò của tuổi trẻ trong việc tuyên truyền về an toàn hàng không, góp phần đảm bảo cho những chuyến bay luôn an toàn tuyệt đối. Cũng tại hội nghị, Đoàn Thanh niên Bộ Giao thông Vận tải và tỉnh đoàn Quảng Bình đã ký kết quy chế phối hợp trong công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông, triển khai thực hiện các chương trình an sinh xã hội, uống nước nhớ nguồn, phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong chương trình xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị. Ngày 12 tháng 9, huyện đoàn Xuân Hòa đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình công tác đoàn, đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2013-2014, triển khai nhiệm vụ năm học mới 2014-2015. Trong năm học vừa qua, 100% đoàn trường đã tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên. Các phong trào xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc, phong trào đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp đã tạo môi trường khuyến khích học sinh học tập rèn luyện tốt. Cùng với đó, đã tổ chức các hội thi, hội diễn văn nghệ, lồng ghép tuyên truyền về tình yêu quê hương đất nước, hướng dẫn kỹ năng sống và học tập cho đoàn viên thanh niên, đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, duy trì hoạt động ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, thực hiện chương trình tiếp sức đến trường. Trong năm học vừa qua, các liên đội đã quyên góp được trên 85 triệu đồng giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trở lại trường học tập. Hội nghị đã đề ra nhiệm vụ để thực hiện công tác đoàn, đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2014-2015 đạt kết quả cao. Nhân dịp này, huyện đoàn Tuyên Hòa đã thăng giấy khen cho 26 tập thể và 10 cá nhân có thành tích trong công tác đoàn, đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2013-2014, trao thưởng cho 4 học sinh đạt giải trong kỳ thi tin học trẻ do tỉnh đoàn Quảng Bình tổ chức. Thực hiện nghị quyết 19 của Chính phủ về thực hiện những giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, vừa qua, Chi cục thuế huyện Quảng Trạch đã triển khai thông tư 119 của Bộ Tài chính về cải cách đơn giản thủ tục hành chính về thuế cho các doanh nghiệp kinh doanh, cán bộ thuế trên địa bàn. Tại hội nghị, đại diện Chi cục thuế huyện Quảng Trạch đã giới thiệu những nội dung cơ bản của thông tư số 119/2014 của Bộ Tài chính về cải cách đơn giản thủ tục hành chính về thuế. Theo đó, các thông tư ban hành trước đây cần phải sửa đổi bổ sung, đó là thông tư số 156/2013 của Bộ Tài chính về quản lý thuế, thông tư số 111/2013 về thuế thu nhập cá nhân, thông tư số 219/2013 về thuế giá trị gia tăng, thông tư số 08/2013 về các mẫu bản kê nộp thuế, thông tư số 39/2014 về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ và thông tư số 78/2014 của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp. Cũng tại hội nghị, Chi cục thuế huyện Quảng Trạch đã triển khai kê khai thuế, nộp hồ sơ khai thuế qua mạng cho các đơn vị thuộc Chi cục thuế huyện quản lý. Theo đó, tất cả các doanh nghiệp chậm nhất đến ngày 31 tháng 10 năm 2014 phải khai thuế theo biểu mẫu 10 quy định tại thông tư số 119 và kể từ tháng 10 năm 2014, các doanh nghiệp sẽ thực hiện kê khai thuế qua mạng, không trực tiếp đến cơ quan thuế để nộp. Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Đồng Hới đã không ngừng mở rộng quy mô trường lớp. Hệ thống vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học cũng được đầu tư theo hướng kiên cố, đồng bộ và chuẩn hóa, góp phần nâng tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thành phố lên 93%. Thành phố Đồng Hới hiện có 59 trường học, trong đó có 20 trường mầm non, mẫu giáo, 22 trường tiểu học, 17 trường trung học cơ sở. Nhìn chung, các trường học trên địa bàn thành phố Đồng Hới đã cơ bản được đầu tư khá đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Trong đó có nhiều địa phương đã thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục.
Nhờ vậy mà đến nay, trên địa bàn thành phố Đồng Hới đã có 49 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ trên 93%, trong đó có 10 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Bước vào năm học mới 2014-2015, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Đồng Hới đã đề ra các chỉ tiêu kế hoạch, trong đó phấn đấu xây dựng thêm một trường đạt chuẩn quốc gia, hoàn thành cơ bản mô hình trường mẫu tại trường mầm non Bảo Ninh và tiếp tục xây dựng trường mẫu tại trường tiểu học Đồng Phú và trường trung học cơ sở Hải Đình. Để đạt chỉ tiêu đề ra, trong năm học này, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Đồng Hới sẽ khuyến khích các trường học xây dựng môi trường học tập khang trang, sạch đẹp, trang thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập theo hướng chuẩn hóa, đồng bộ hóa. Thời gian qua, nhờ làm tổ công tác thông tin tuyên truyền, nên hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Quảng Bình đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và hỗ trợ từ cả tổ chức cá nhân trong và ngoài nước. Từ đầu năm đến nay, hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Quảng Bình đã nhận được sự quan tâm và hỗ trợ từ 57 tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, với số tiền hỗ trợ là trên 550 triệu đồng. Bên cạnh đó, hội cũng đã xây dựng và trao tặng 3 căn nhà tình nghĩa trị giá gần 150 triệu đồng. Để có được kết quả này, hội đã không ngừng đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tranh thủ sự quan tâm giúp đỡ của các cấp lãnh đạo và tình nhân ái của các tổ chức cá nhân từ thiện. Thời gian tới, hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Quảng Bình ra sức thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, kết nạp thêm hội viên nhằm củng cố và nâng cao chất lượng của hội, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc về tinh thần cho các nạn nhân chất độc da cam Dioxin. Chương trình thời sự trưa nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin trên cả lĩnh vực đáng quan tâm khác. Sản lượng lúa hè thu của huyện Lệ Thủy đạt trên 4,1 ngàn tấn. Phóng sự thoát nghèo từ nghề làm bến gạo. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, huyện Lệ Thủy đã thu hoạch 100% diện tích lúa hè thu. Theo đánh giá của phòng nông nghiệp huyện, vụ hè thu năm nay khá được mua với sản lượng lúa đạt trên 4,1 ngàn tấn. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị giống, phân bón, phòng trừ sâu bệnh và đưa các giống lúa chất lượng cao vào gieo cấy như XT28, P6, PC6, HT1. Nên vụ hè thu năm nay, cây lúa ở huyện Lệ Thủy phát triển tốt, năng suất lúa bình quân đạt trên 42 tạ một hecta. Từ thành công của vụ lúa hè thu, hiện nay, phòng nông nghiệp huyện Lệ Thủy đã chuẩn bị phương án để chỉ đạo gieo cấy vụ lúa đông xuân. Theo đó, trong vụ đông xuân 2014-2015, toàn huyện Lệ Thủy gieo cấy trên 10.000 hecta lúa với các giống lúa chủ lực như X21, XT23, NX30. Để đảm bảo một vụ mùa thắng lợi, hiện nay các địa phương trên địa bàn huyện Lệ Thủy đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo cho sản xuất vụ đông xuân, như tiến hành cày ải đất, đăng ký giống, chuẩn bị vật tư, phân bón và nạo vét canh mương phục vụ tưới tiêu nhằm đảm bảo gieo cấy đúng khung lịch thời vụ. Những năm gần đây, người dân trên địa bàn huyện Quảng Trạch luôn chủ động phát triển kinh tế theo mô hình vườn a chuông khép kính. Chăn nuôi theo hình thức này vừa tránh được ô nhiễm môi trường, vừa nâng cao được nguồn thu nhập. Mô hình chăn nuôi vịt kết hợp với thả cá của gia đình ông Trương Minh Khai ở thôn Thanh Bình, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch là một điển hình. Hiện nay, gia đình ông Dương Minh Khai nuôi gần 1.000 con vịt với khoảng 80% đến 90% số vịt đang thời kỳ đẻ trứng. Bình quân mỗi ngày, gia đình thu nhập khoảng 200 đến 250.000 đồng từ tiền bán trứng. Trong quá trình nuôi, ông thường xuyên tiêu độc khử trùng chuồng trại, tránh ô nhiễm môi trường, giúp đàn vịt khỏe mạnh, chống được dịch bệnh. Ngoài nuôi vịt, ông Dương Minh Khai còn đào ao nuôi cá với diện tích hơn 1 hecta, thả nuôi các loài cá như trôi, mè, chép, cá trắm, rô phi. Đây là những dòng cá tương đối dễ nuôi, ít dịch bệnh, không kén nguồn thức ăn, thị trường tiêu thụ rộng, giá cả phù hợp. Mỗi năm gia đình ông thu lãi trên 150 triệu đồng từ mô hình nuôi vịt kết hợp với thả cá. Thưa quý vị và các bạn, với sự sáng tạo cần cù chịu khó, trong những năm qua, nhiều hộ nông dân trên địa bàn huyện Quảng Trạch đã chọn được cho mình hướng phát triển kinh tế phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, góp phần cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập. Cơ sở chế biến miến gạo của gia đình anh Lê Phúc Đông ở thôn Đông Dương, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch là một điển hình. Xuất thân từ một gia đình thuần nông, năm 2008, anh Đông lập gia đình chỉ với hai bàn tay trắng. Đời sống của hai vợ chồng chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp là chính, nên cuộc sống của vợ chồng anh Đông lúc bấy giờ gặp rất nhiều khó khăn. Nhận thấy tại địa phương nguồn nguyên liệu lúa gạo khá dồi dào, giá thành tương đối rẻ, anh Đông đã bàn với vợ quyết tâm đi học nghề làm miến gạo. Với số vốn ít ỏi của gia đình tích góp được, cộng với việc vay mượn thêm của người thân và ngân hàng, anh Lê Phúc Đông đã đầu tư mua sắm các loại máy móc, trang thiết bị, làm tạm nhà xưởng phục vụ cho công việc làm miến. Bước đầu mới bắt tay vào sản xuất miến gạo, vợ chồng anh Đông gặp phải rất nhiều khó khăn bởi chưa quen công việc. Qua thời gian, đúc rút được kinh nghiệm, vợ chồng anh Đông đã thành công
trong các công đoàn chế biến miến gạo. Rất cần sự quan tâm của ban lãnh đạo các cấp tạo điều kiện cho cơ sở là vay vốn để mà muốn phát triển thêm ngành nghề cho mở rộng thị trường. Giờ cần nhất là cái sự vốn cái vốn để là làm một cái nhà xưởng để dự trữ hàng hóa, vừa là thu mua lúa gạo của dân về để những cái ngày mùa dân thu hoạch về thì mình có thể thu mua về để dự trữ. Hai nữa là cần là một chiếc xe để đi bỏ hàng cho nó thuận tiện, mở rộng được thị trường thì tôi có thể là tạo công ăn việc làm cho các con em địa phương, khoảng là 20 đến 30 lao động trong địa bàn. Miến gạo của cơ sở Anh Đông làm bằng gạo lúa Khang Dân 18 hoặc lúa IR50404 được sản xuất tại địa phương, không có chất hàn the hay các chất phụ gia khác, đảm bảo yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm nên được người tiêu dùng ưa chuộng. Hiện tại, sản phẩm miến gạo của Anh Đông đã được đăng ký thương hiệu miến gạo Đông Dương. Nhờ chú trọng đến chất lượng, giá thành của sản phẩm nên miến gạo của Anh Đông sản xuất tới đâu tiêu thụ hết tới đó. Thị trường tiêu thụ rộng khắp trên các địa bàn huyện Quảng Trạch và một số địa phương lân cận của huyện Tuyên Hóa. Với công suất trung bình mỗi ngày, cơ sở sản xuất được khoảng 1 tạ miến. Như vậy, mỗi năm cơ sở sản xuất được khoảng 36 tấn miến gạo. Với giá bán trên thị trường mỗi tấn 15 triệu đồng. Sau khi trừ mọi chi phí, cơ sở của anh Lê Phúc Đông thu lãi khoảng trên dưới 150 triệu đồng. Thực hiện theo phát triển đào tạo nghề cho nông dân thì hội nông dân cũng đã là thu hút nhiều cái chương trình học nghề và cùng bên cạnh đó là vận động hội viên nông dân cùng tự đi tìm tham khảo các cái mô hình nghề. Như mô hình của anh Đông đây, anh đã cũng đã ra tổ Lạng Sơn để học nghề và hiện nay cũng đã mở rộng cái quy mô ngành nghề của anh. Nhưng bên cạnh thì cùng với số vốn ban đầu ít ỏi thì hội cũng đang còn mong muốn để thu hút những các cái quỹ hỗ trợ về để mở rộng cái mô hình và phát triển và đào tạo nghề ở thu hút lao động của nông thôn. Thời gian tới thì hội cũng đang còn đi tham khảo để mở rộng nhiều cái ngành nghề khác để vận động hội viên phát triển ra nhiều cái ngành nghề khác nhau để thu hút về trên cái địa phương. Có thể nói, cơ sở miến gạo Đông Dương của anh Lê Phúc Đông ở thôn Đông Dương, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch là một trong những mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao và đây cũng chính là điển hình thu nhập nghề mới trên địa bàn xã. Vì vậy, chính quyền địa phương nên có chính sách khuyến khích mở rộng phát triển mô hình này và nhiều mô hình kinh tế khác nhằm nâng cao thu nhập và việc làm cho người lao động ở địa phương. Đồng thời thực hiện thành công tiêu chí thu nhập, một trong những tiêu chí quan trọng trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Mời quý vị và các bạn nghe tin bão gần Biển Đông. Hồi 7 giờ ngày 14 tháng 9, vị trí tâm bão Kamaki ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc, 124,6 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 250 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tức là từ 118 đến 133 km một giờ, giật cấp 14, cấp 15. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 đến 25 km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 15 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc, 119,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 820 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, tức là từ 118 đến 149 km một giờ, giật cấp 15, cấp 16. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 16 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc, 113,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14, tức là từ 134 đến 166 km một giờ, giật cấp 16, cấp 17. Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm nay 14 tháng 9, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 11, cấp 12. Vùng gần tâm bão đi qua, cấp 13, cấp 14, giật cấp 16, cấp 17, biển động dữ dội. Tại Quảng Bình, do ảnh hưởng của dải hồi tụ nhiệt đới có trục qua phía Bắc khu vực nổi với cơn bão Kamaki có xu hướng nâng dần trục lên phía Bắc, nên thời tiết trong 24 giờ tới, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Đây là cơn bão có tốc độ di chuyển rất nhanh khi vào Biển Đông, diễn biến phức tạp. Cần chú ý theo dõi trong các bản tin tiếp theo. Sau đây là những thông tin dự báo thời tiết trưa và chiều nay, ngày 14 tháng 9.
Dự báo thời tiết Quảng Bình trưa và chiều ngày 14 tháng 9, khu vực miền núi mới thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới mới thay đổi, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5, biển bình thường, sóng biển cao từ 0,5 đến 1 m.